Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiều xã biên giới trên vùng cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang đã xuất hiện băng tuyết, dự báo rét đậm rét hại còn kéo dài. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét để bảo đảm sức khỏe cho người dân và đàn vật nuôi. Nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển, xã biên giới Thượng Phùng được coi là rốn rét của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khắc phục khó khăn giữa thời tiết lạnh giá, chính quyền xã cùng với bộ đội biên phòng đã thường xuyên xuống các thôn bản, tuyên truyền, cập nhật cảnh báo tình hình rét đậm rét hại cho người dân. Thì đối với lại các cái cấp học thì chúng tôi đã chủ động cho trường mầm non, trường tiểu học là cho các cháu nghỉ. Đối với lại để đảm bảo công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc thì chúng xã thì cũng đã chỉ đạo cho các đồng chí cán bộ xuống thôn phối hợp với đồn biên phòng Xin Cái vận động hướng dẫn người dân là che chắn chuồng trại, giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc. Trước tình hình cực đoan của thời tiết, các xã biên giới của tỉnh Hà Giang luôn đặt công tác phòng chống đói rét là nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng hàng đầu. Một số đơn vị trường học nơi xuất hiện băng tuyết đã cho học sinh nghỉ học. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã có ý thức bảo vệ sức khỏe của gia đình và đàn vật nuôi. Còn đối với con người thì cũng đã thực hiện cái việc tuyên truyền các hộ gia đình, đặc biệt là người già trẻ em trong thời gian giá rét là không đi ra ngoài, để ở nhà về tránh rét. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, rét đậm rét hại vẫn tiếp tục kéo dài trên diện rộng, một số địa phương vùng núi cao có thể xảy ra băng giá. Do đó, ngành chức năng tỉnh Hà Giang khuyến cáo các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống rét cho học sinh, người dân và gia súc, tránh các thiệt hại do rét đậm gây ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi này đã được tổ chức vào ngày 5 và ngày 6 tháng 1 vừa qua ở 12 môn thi. Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024, cả nước có hơn 3.300 em đạt giải, tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm nay quy định về số học sinh đạt giải tăng lên 10% so với năm ngoái, nhằm động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện. Theo kế hoạch, tháng 3 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đối với các bộ môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Thời gian qua, trong các trường học ở Hà Tĩnh, việc giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lịch sử, địa lý, văn hóa dân tộc nói chung và địa phương Hà Tĩnh nói riêng được chú trọng. Đặc biệt, với việc sáng tạo các mô hình, không gian trải nghiệm ngoài trời đã giúp cho học sinh thêm hứng thú với những giờ học bổ ích và hấp dẫn. Đây là giờ học lịch sử của các em học sinh trường tiểu học Đỉnh Bàn ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thay vì ở trong lớp và sử dụng sách giáo khoa, các em được học thông qua mô hình trải nghiệm ở ngoài trời. Khu học tập ngoài trời có chủ đề như quê hương em, tự hào lịch sử, biển đảo Việt Nam. Thông qua các hình ảnh, mô hình trực quan, những giờ học lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương của học sinh nơi đây lại càng trở nên sống động, thu hút hơn. Sau khi được học qua các mô hình hình ảnh về lịch sử địa phương, địa lý địa phương ngoài trời này là cho em cảm giác là nó vô cùng thiết thực, giúp em hiểu biết thêm về là quê hương nước, rồi em từ đó càng tự hào về lịch sử của dân tộc. Sau khi mà xây dựng cái khu trải nghiệm này thì hiệu quả mang lại ở đây rất là cao, học sinh rất là tự tin, mạnh dạn. Với sự sáng tạo, liên kết và tích hợp kiến thức giữa các môn, đến nay hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có cách làm linh hoạt, phù hợp trong xây dựng những mô hình giáo dục mở, từ đó tạo sự hứng thú, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức các cái đợt tập huấn tham quan trải nghiệm để vừa lan tỏa các cái việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, cũng như lan tỏa các cái việc xây dựng mô hình này và việc rèn luyện các cái phẩm chất năng lực cho sinh được đạt kết quả tốt hơn. Có thể thấy việc các em học sinh trải nghiệm, học tập bằng các sản phẩm mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực tại các trường học, qua đó giúp các em học sinh hình thành các phẩm chất, năng lực theo đúng mục tiêu chương trình giảng dạy.
Thông tin từ khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét quyết định tạm dừng thu phí tại trạm BOT Bến Thủy. Nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa khắc phục xong hư hỏng mặt đường trên quốc lộ 1, đoạn từ phía nam cầu Bến Thủy tới phía bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh. Theo báo cáo của khu quản lý đường bộ 2, trong năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam và ngành chức năng liên quan đã ban hành nhiều công văn đề nghị chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, tính đến ngày 22 tháng 1, khối lượng sửa chữa mặt đường mới chỉ đạt khoảng 6.000 m2 trên 37.000 m2 cần khắc phục. Vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu theo đề nghị của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh và chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam. Do đó, khu quản lý đường bộ 2 đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét quyết định tạm dừng thu phí BOT trạm Bến Thủy. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bắt nhóm đối tượng đập phá kính xe ô tô, trộm cắp tài sản, gây hoang mang dư luận trong thời gian gần đây, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán. Vào đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 1, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã xảy ra nhiều vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo các lực lượng điều tra làm rõ. Sau 2 ngày điều tra, xác minh, Công an thành phố đã bắt giữ các đối tượng gồm Bùi Đức Bình, sinh năm 2000, Bùi Đức Minh, sinh năm 2009 và Lưu Ngọc Tuân, sinh năm 2009 đều trú tại thành phố Đồng Hới. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để có tiền chơi game nên đã thực hiện 7 vụ phá kính xe ô tô để lấy trộm tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng nêu trên. Mỗi độ Tết đến xuân về, chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản lại được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tình cảm quân dân, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với nhân dân mọi miền biên giới xa xôi. Trong đó, thì việc khám cấp thuốc chữa bệnh cho người dân biên giới là một trong nhiều hoạt động của chương trình trong nhiều năm qua. Đã trên 80 tuổi, nên ngay khi biết có quân y bộ đội biên phòng về vùng biên khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, ngay từ sáng sớm, ông Quân đã có mặt tại điểm khám. Được y bác sĩ của bộ đội biên phòng khám điểm phát thuốc miễn phí, tôi rất cảm ơn các chú bộ đội và quân y bên biên phòng xuống khám tận tình cho dân biên giới. Khám và cấp phát thuốc miễn phí là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc trong chuỗi hoạt động của chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2024 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Dịp này, cả người Việt gốc Campuchia sinh sống trên địa bàn cũng được tham gia khám nhận thuốc chữa bệnh và quà của chương trình trao tặng. Tôi bị bệnh tim đã lâu năm, sức khỏe yếu lắm. Hôm nay tôi được bộ đội biên phòng khám cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cụ thể từng loại thuốc. Tôi vui mừng lắm. Tôi cảm ơn bộ đội biên phòng. Nhờ cái chương trình này, chúng tôi cũng tiếp xúc được mấy người dân. Đấy, hai nữa là mình cũng trực tiếp đi khám xuống bà con, dân nghèo ở dưới vùng quê. Nói chung là cũng được bà con ủng hộ và mình đã cũng mong là cái thời gian tới chương trình này vẫn phát triển nhiều hơn để chúng tôi có cơ hội để xuống với bà con và mang lại niềm vui cho bà con. Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản đã và luôn để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong cấp ủy và nhân dân trên tuyến biên giới. Đặc biệt hơn là cụ thể hóa chủ trương chính sách, phong trào của Đảng, Nhà nước, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đem Tết ấm áp về sớm hơn trên mọi miền biên cương của Tổ quốc.